Harry Won làm giám khảo game show cùng Trấn Thành. Ngày 22 tháng 4, ekip thực hiện game show Biến hóa hoàn hảo có buổi họp báo giới thiệu chương trình mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi âm nhạc dành cho 21 thí sinh thể hiện tài hóa thân thành các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, đúng theo dòng nhạc sở trường của các ngôi sao này. Người chơi được chấm điểm dựa trên tiêu chí phải càng giống với nguyên mẫu càng tốt. Nét giống này được khắc họa qua ngoại hình, phong thái và giọng hát. Khi ban tổ chức game show công bố ba giám khảo là MC Trấn Thành, ca sĩ Harry Won và diễn viên Chí Tài, không ít người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng chuyên môn của Harry Won trong lần đầu ngồi ghế nóng. Bởi ở cuộc thi, 21 thí sinh hóa thân thành các nhân vật có tuổi đời tuổi nghề lớn như Mỹ Tâm, Nguyễn Hưng, Thành Lộc, Mạnh Quỳnh, Thu Minh. Ngoài ra, dòng nhạc các thí sinh thể hiện cũng đa dạng như nhạc bolero, nhạc trẻ, nhạc kịch. Ba giám khảo không chỉ chấm điểm mà còn phải góp sức huấn luyện, đồng hành cùng các thí sinh qua các chặng thi. Trả lời thắc mắc vì sao chọn Harry Won vào vị trí giám khảo, ông Nguyễn Hải, đại diện ban tổ chức cho biết, hình ảnh trẻ trung năng động của nữ ca sĩ phù hợp với game show mang tính giải trí cao như Biến hóa hoàn hảo. Ông Nguyễn Hải nói, bên cạnh Harry Won còn có nghệ sĩ Chí Tài, vốn là người từng hoạt động chuyên về âm nhạc trước khi chuyển sang làm diễn viên, và MC Trấn Thành là người đa tài có khả năng hóa thân, bắt chước giọng hát rất giỏi. Cả ba giám khảo sẽ cùng hội ý trao đổi để đưa ra những ý kiến đánh giá xác đáng cho người thi. Ngoài điểm số từ ban giám khảo, kết quả dành cho các thí sinh qua mỗi vòng thi phụ thuộc vào bình chọn của 100 khán giả tại trường quay. Chương trình gồm 13 tập phát sóng 14 vòng, tập đầu tiên ra mắt khán giả vào 21 giờ thứ Bảy hàng tuần ngày 7 tháng 5. Đêm gala trao giải được truyền hình trực tiếp vào ngày 30 tháng 7. Chương trình thực hiện theo phiên bản gốc mang tên My Name Is thuộc bản quyền của Endemol International. Game show này đã phát sóng tại một số nơi trên thế giới như Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan. We'll be right back.